Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Có Đời Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của bạn Lê Phong, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một clip mai hàng bonsai đủ loại giống luôn ạ. Em chúc với cô chú mình sẽ chọn được những cái ưng ý, sưu tầm thêm được nhiều giống mai mới. Em xin phép được cho clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ trong clip hôm nay thì đa số là những hàng bonsai đế đẹp, cây lùng liền ha cô chú ha. Mình ghép có giống siêu bông bình lợi với là nhị ngọc toàn, cúc thở hương lá cẩm thạch nha quý cô chú anh chị. Nhị ngọc toàn cẩm thạch nữa nha cô chú ha. Dạ. Dạ. Xin chào ông chủ ơi. Chào anh chị nha, hôm nay em giao lưu anh chị nguyên lô siêu bông bình lợi nha anh chị. Cây mã hôm nay là mã số 71. Cây này ghép được khoảng 2 tháng anh chị, cây này ghép được 3, 6 bọt. Cây này hột những bonsai nha, củ đế nha. Quá trời cái đít bự. Tổng cái củ là 70. Quanh thân là 18. Cao 50. Ngang 40. Rồi 1.500.000 anh chị ơi. Dạ. Mã số 72. Cũng là số mình lại nha anh chị. Cây này hột củ đế mà thân nó hơi lấp. Tổng củ nó là 67. Hoành thân là 20. Cao là 40. Ngang 40. Cây này ghép được 2, 4, 5, 6 bọt. 7 bọt. Siêu bông bình lợi anh chị. Rồi cây này giá là 900.000 bao ship. Mã số 72. 73. 73. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 73 anh chị. Cây này ghép 8, 9 bò vậy nè. Quá chật cái củ nữa anh chị. Cái củ nó được 75. Quanh thân là 17. Cao là 50. Nghe 50. Rồi 1.500.000 anh chị. Bao ship mã số là 73. 74. Cũng là siêu bông bình lợi chị. Siêu bông lô siêu bông bình lợi. Tổng củ đế là 68. Cao cây 50, ngang 50. Hoành thân là 18. Rồi cây này 1 triệu đồng anh chị ơi, bao ship anh chị. Siêu bông bình lợi. Mã số 75. Cũng là siêu bông bình lợi. Và cái này em cắt phần lá nó hơi vàng nha. Thì về cái cắt bo rồi đôm lại. Vô phần là lá xanh đậm mà. Tổng đế là 70. Bình thân là 20. Cao ngang 40. Rồi cây này giá là 1 triệu đồng bao ship. Rồi mã số 75 anh chị. Thì gấp quá trời. Mã số 76. 76 cũng là siêu bông bình lợi. Cây này ghép được 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 bò. Cây này cái củ thì nó cũng vừa mà cái thân nó quái anh chị. Quanh là 17. Củ đế là 60. Cao là 50. Rồi cây này mã số là 76 anh chị. Rồi 1 triệu đồng. Cái này bao ship bỏ chậu anh chị. Mã số 77. 77 chị, cũng là siêu bông bình lợi nha. Cái củ quá trời cái củ chị. Cái này dễ nó gói đặc cứng nữa. Như có mì vậy. Còn cũ là 76. Cao là 40. Rồi cái siêu bông bình lợi mã số 7 mấy? 77. 77 nha anh chị. Rồi cây này 1.300.000 bao ship nha anh chị. À, cho xin hoành thân luôn chủ ơi. Hoành thân là 17 nha anh chị. Rồi cái 1.300.000 bao ship. 78 cũng là siêu bông bình lợi nha anh chị. Cây này ghép được tháng mấy nha anh chị? Hoành là 16. Cái củ đây là 70. Rồi cây này giao luôn chị là 1 triệu đồng nha. Mã số 78 không.
1 triệu đồng chứ. Dạ. 79 là nhị ngọc toàn lá cẩm hạch nha chị, giống mới nha. Cây này ghép được 6 bo. Nhị ngọc toàn mà lá cẩm hạch đó nha. Hai điện 80, cũ là 80. Cho chú gớt luôn. Cao là 49. Hoàng thân là 16. Rồi nhị ngọc toàn lá cẩm hạch này giá là 1 triệu đồng, mã số 79 nha chị. Mã số 80. 80. Cây siêu bông mình lợi luôn nha chị. Quá trời cái củ đế luôn á, coi chú anh chị. Tổng củ là 76. Hoàng thân là 16. Cao là 60, ngang nó khoảng 40 chị, tại mới ghép, cây này ghép được. Nhiều bo lắm coi chú anh chị. 7, 10, 10 mấy bo. Rồi cây này 1 triệu 500 ngàn anh chị. Mã số là 70, siêu bông mình lợi. 71. Cũng là siêu bông mình lợi luôn nha anh chị. Ủa gì 71? 81. 81 cho rồi chứ anh chị. 81 là siêu bông mình lợi luôn nha. Mười tám của anh nha. Củ đế là 60. Cây nó bị tày da này chút xíu nè. Rồi cây siêu bông mình lại này, à, số 81 này giao lưu anh chị là giá là 700 ngàn. Rồi ship mã số 81 anh chị. Mã số 82. 82 cũng là siêu bông mình lại ha. Cây này trực nha anh chị. Hoành là 18. Củ đế là 65. Rồi cây 82 anh chị, siêu bông mình lại. Cây này ghép được 8-9 bò, 7-8 bò cũng nhiều. Rồi cây này 900 ngàn anh chị. Bao ship. À, số 82 nha. 83. Số 83 cũng là siêu bông mình lợi luôn. Củ đế 69. Cao 40. Còn thân cái này nó hơi xéo, 27 tới 25 nha chị. Rồi cây này giá là 800 ngàn bao ship, mã số 83 siêu bông mình lợi. Cây đó. Mã số 84. 84 cũng là cây của clip xung mình lại của em nha. Mình lại hả? Đâu? Như thế. Mã số 84 anh chị. Quá trời một cây cũ anh chị. Mà này nuôi cũ. Cũ đế là 74. Cao 57. Nghe là 40. Hoành thân là 19. Rồi, cây này giao luôn anh chị là giá là 1 triệu đồng bao ship nha. Mã số 85. 85 siêu bông mình lại luôn nha chị. Cao là 60, ngang là 60. Còn thân là 13. Rồi, cây này bo nhiều, cây này già hơn nha chị. Rồi, cây này giá là 700 ngàn bao ship. Mã số là 85. Mã số 86. Cũng là siêu bông mình lại nha. Cây hết chị em. 86 xuống lại nha. Cây này thân nó nhiều nữa chị, nhánh nó nhiều. Cây này nữa mà nếu mà lấy bo là tuyệt vời luôn. Hoành 24. Cao 50. Ngang là 60. Mã số 86 nha chị. Rồi, cây này cũng 700 ngàn anh chị, bao ship nha. Cây này lấy bây giờ khoảng hơn 50 bo. Số 87. 87 cũng xuống lại luôn nha. Này chỉ có 2 bò thôi cô chú chị ha. Bò nó một lù luôn. Bò 19. Cao 50 ngay 50. Rồi cái clip xuống lại này em giao luôn anh chị là giá là 500 ngàn bao ship nha. Rồi xin chân thành cảm ơn anh chị ủng hộ ha. Chào hẹn gặp lại anh chị. Em xin chào các top tiếp tay luôn cô chú anh chị ha.